Em xin chào các anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một vòng cái trục đường. Trục đường này thì em cũng không biết tên là trục đường gì nữa, nhưng mà nó cặp theo cái đường rầy xe lửa đi đến cầu Bình Lợi á. Bên tay trái chúng ta thấy có những cái dãy nhà xưa xưa nè, rất là hoang vu và sập sệ. Đây có chuyến xe lửa chạy ngang nè. Chuyến xe lửa này chạy từ nhà ga Hòa Hưng cho đến cầu Bình Lợi ngày nay. Và nhìn những hình ảnh xe lửa này, mình nhớ đến Sài Gòn một thời đổi mới. Độ rất là chậm, những con tàu lần lượt nhẹ đi đến những cái vùng đất ở miền Trung, mang theo những cái tâm tư, hình ảnh, nguyện vọng về cái Sài Gòn. Con tàu chạy chậm. Giống như là nó đang lưu luyến về Sài Gòn, không muốn chạy nhanh vậy đó. Kiểu nặng tình cảm. Chắc cái đoạn này nó đang nói nhảm. Các anh chị bạn thông cảm. Phía sau có cái cổ máy nè. Rồi tạm biệt con tàu. Rồi tiếp nối hành trình thì chúng ta sẽ đi một dọc cái tuyến đường này. Con đường này có một cái hàng rào bằng bê tông, nhưng mà ngày nay thì nó cũng mục hết rồi, do thời gian rồi những cái thay đổi của điều kiện khí hậu, môi trường, thành ra nó không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Tới đây chúng ta sẽ quẹo trái đi ha, không mình đi thẳng luôn, tại vì quẹo trái là ra cái đường Nơ Trang Long lúc nãy á, rồi mình đi thẳng luôn để mình xem cái những cái hình ảnh dọc theo cái tuyến con tàu tàu quả này như thế nào á. Đó, ngập lụt, rất là dơ luôn. Đây có bán gà vịt. Ở những cái nhà ở đây rất là sập sệ. Anh chị thấy thôi, nhà tôn. Là khu này đang giải tỏa nè. Mình nhìn thấy những cái hình ảnh rất là đổ nát. Rồi thôi chúng ta đi tiếp nha. Đi ngang qua cái hình ảnh này giống như là vịt trời 130.000 con. Giống như là mình đã từng có ký ức gì về những hình ảnh này vậy. Nó xưa, nó cũ mà nó như trong mơ vậy á.
ngày xưa chắc lẽ là người dân ở tạm bợ rồi từ từ hình thành nên một cái xóm, rồi có những cái dịch vụ bán, những cái việc trao đổi hàng hóa, rồi tập trung lại thành cái chợ. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều gà vịt hai bên đường, ở bên tay phải nè, nên rất là hôi. Đây xóm về chai, đây có dựa ve chai. Ở đây là đường cùng hả? À, ở đây là đường cùng rồi. Quanh lại thôi để kiếm đường mình qua bên kia. Đoạn đường lúc nãy mình vừa đi qua nè, cái đoạn này thì không thể nào đi bộ được anh chị, tại vì nó rất là nắng và đây có cái đường hầm. Sẽ chui vô cái đường hầm này để mình qua bên kia coi. Qua đây là hẻm cùng. Lòng vòng ở cái xóm này thôi, chứ em cũng không biết đây là mình sẽ đi đâu nữa. Chào các anh chị và các bạn, chúng ta cùng nhìn ngó. Ở cái xóm ve chai này là quen theo cái đường gầy xe lửa, rất là hoang tàn. Giống như hôm nay mình bị lạc trôi vậy, lạc trôi vô cái vùng đất đường rầy xe lửa nè. Chúng ta thấy đằng kia có cái đường nhưng mà không biết sao quay qua nữa. Có lẽ đây là đường cùng hả? Không, đây có cái đường để đi ra cái trục đường lớn nè. Rồi đây là đường Phan Văn Trị. Khu này chúng ta thấy rất là vắng vẻ. Đây là đường Phạm Văn Đồng. Đây là đường Phạm Văn Đồng.
Rầm thì chúng ta sẽ đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi một số hình ảnh ở trong cái chuyến hành trình này, mình đi một dọc cái xóm tạm gọi là xóm nghèo, quen cái đường gầy xe lửa, gửi các anh chị và các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng đi một vòng nữa ở trên cái đường Phạm Văn Đồng. Sẵn hôm nay rảnh rỗi thì em dẫn các anh chị các bạn cùng dòm ngó lại con đường Phạm Văn Đồng ngày nay. Con đường này cũng là mới mở thôi, để đi về cái sân bay Tân Sơn Nhất cho nó lẹ đó, thì mình cùng dòm ngó lại ha, cập nhật số hình ảnh ở khu vực này. Rồi mời cô chú anh chị mình cùng tham gia nha, khoan chuyển kênh nha. Đây có cái quán cam ép chanh dây giải khát 10.000. Phở Hiền 23.000. Dừa sim 8.000. Lấy trái dừa đi ha. Lấy em trái dừa chị. 8.000. Phải rửa vậy hả? Hả? Rửa cho nó sạch luôn đó. Để mình ép nó không bị dính ha. Không biết nói cái loại dừa này nè, này là dừa sim hả chị? Ủa còn thấy mấy cái lớn lớn là cũng dừa sim, là sim gì? Lớn nữa là ta. Ta lớn là ta. Màu xanh xanh, trái màu xanh xanh bự bự. Dừa ta, không phải dừa sim. Ủa cái đồ nó khác thì uống nước lọc đâu. Thì đúng rồi, tại vì thấy cũng để chữ dừa sim đó mà. À đúng rồi. Giờ đó thì nó lạc hơn. Uống mà nó nhiều nước thôi. À, đúng rồi, uống như giống như có gà vậy. Rồi em mời các anh chị và các bạn uống nước dừa nhé. Uống nước dừa thôi, còn nước mắt quê hương thì phải về miền Tây. Đây trái dừa sim, trái sim rất là nhỏ, một nắm tay của mình thôi. Trái này thì có giá 8.000 đồng, 8.000 Việt Nam. Chưa tới nửa đô, nó xíu à. Này gót cao khoảng chừng 150ml nước thôi. Rồi bây giờ thì chắc em xin tạm dừng cái video tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Sẵn nhân đây thì cho em xin gửi lời chúc các anh chị và các bạn những lời Tết tốt đẹp nhất. Rồi cảm ơn.
ơn các chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi.